Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Hà Nội, số 40 Nhà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người nghèo lúc nào anh em cũng có bên cạnh. Marco chương 14 câu 7. Thư ngỏ về việc kêu gọi cầu nguyện cho ngày Thế giới người nghèo lần thứ 5. Kính thưa quý cha, quý ông bà và anh chị em, trong sứ điệp ngày Thế giới người nghèo, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu chú ý nhìn vào Chúa Giêsu để khám phá ra rằng nơi người và trong lời của người, chúng ta không chỉ nhìn thấy ý nghĩa thực sự của người nghèo khó, mà trên hết là khả năng nhận ra người nghèo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Thế giới người nghèo lần thứ 5 năm 2021, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội kính gửi tới quý cha, quý ông bà và anh chị em lời mời gọi ngày 14 tháng 11 năm 2021 là ngày Thế giới người nghèo. Kính xin quý cha, quý ông bà, anh chị em hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và bày tỏ sự quan tâm tới những anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Bằng việc bác ái cụ thể, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội trao tặng 5 phần quà tới những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn nhất trong mỗi giáo xứ. Ngoài ra, chúng con cũng kêu gọi quý cha và quý ông bà, anh chị em hãy bày tỏ sự quan tâm tới những anh chị em khó khăn xung quanh bằng những việc bác ái cụ thể. Chúng con xin chân thành cảm ơn và rất mong sự cộng tác của quý cha và quý ông bà, anh chị em trong việc loan truyền tin mừng của Chúa tới người nghèo. Ước mong lời cầu nguyện và hành động yêu thương của mỗi người chúng ta trao cho nhau sẽ làm lan tỏa tình yêu của Đức Kitô nơi những anh chị em nghèo. Nguyện xin ân sủng và ơn bình an của Đức Kitô luôn ở cùng quý cha và quý ông bà, anh chị em. Trân trọng, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Hà Nội đã đóng dấu và ấn ký linh mục Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Caritas Hà Nội.